Xin chào các bạn, như vậy là chức năng thị trường đã ra mắt không thành công với việc đã xuất hiện rất là nhiều lỗi sau khi được ra mắt ngày hôm nay. Và dưới đây là thông báo chính thức của nhà phát triển game thông báo về lỗi tính năng thị trường. Xin chào. Lần đầu tiên ra mắt thị trường diễn ra tốt đẹp nhưng đã bị hỏng bởi một số lỗi. Người chơi đã tìm thấy lỗ hổng và kiếm Argoids một cách không trung thực. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên, nhưng một số người chơi đã sử dụng lỗi này 500 lần và nhận được hàng chục nghìn Argoids. Đó là lý do tại sao chúng tôi trả lại tất cả Argoids và các vật phẩm thu được bằng cách không trung thực. Thị trường đang tạm ngừng hoạt động, nhưng sẽ sớm được mở lại khi chúng tôi đảm bảo không có lỗ hổng mới. Hệ thống này thực sự phức tạp và nhóm của chúng tôi đã làm việc không nghỉ trong 2 tuần. Cảm ơn tất cả các bạn đã hiểu và thông cảm cho chúng tôi.